Ôi rồi, tắt rồi. Ngày mai là ngày ông công ông táo và Moon về quê để nhóm bếp, nhưng mà tại vì là Moon chẳng có một cái kiến thức gì về việc nhóm lò cả nên các bạn nhìn thấy đấy, bếp tắt rồi. Tự nhiên mình nhớ ra là ngày ông công ông táo ấy, thì không biết rằng là các bạn nào đã bao giờ nghĩ đến là đấy, tiếng lợn kêu của người nghe thấy rõ, rất là chân quê đúng không? Thế thì cái ngày ông công ông táo ấy thì mọi người bao giờ nghĩ là ông công ông táo thì bao giờ tiếng Anh ấy, nếu mà mình phải là giải thích với cả một người bạn nước ngoài là ngày mai là ngày ông công ông táo thì mình sẽ nói như nào trong tiếng Anh không? Các bạn bảo là Mr. Kong và Mr. Apple cũng là một cách lý giải khá là thú vị. Thế nhưng mà trên thực tế thì người ta hiểu là ông công là phụ trách như kiểu thần thổ công ấy, thổ địa, phụ trách về việc đất đai trong gia đình này. Còn ông táo thì mọi người nhớ về sự tích táo quân ngày xưa đúng không, là phụ trách về cái phần bếp núc trong gia đình. Và như thế thì có một cái từ trong tiếng Anh mà nó có liên quan đến một chút đến ông công đó, nó gọi là land genie, genie kiểu ông thần ấy, phụ trách về đất đai. Land genie, mọi người cùng đọc theo mình nhé. Nhớ là khi mà mình học mà đọc một cái, biết cái từ đấy là một chuyện rất là quan trọng rồi. Thế nhưng mà mình đọc đúng được cái từ đấy hay không lại là một chuyện vô cùng quan trọng nữa đúng không? Thế mọi người lưu ý là mọi người đọc đúng những cái từ này nhé. Đầu tiên là từ đầu tiên này, mọi người phải nghe, mọi người phải nhìn cái miệng của mình và mọi người nghe, mọi người làm theo cho đúng nhé. Chữ là land genie, trong âm ở g, land genie. Land Genie, đó là ông công này. Thế còn về ông táo, tôi chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Đó chính là ông phụ trách việc bếp đúng không? Không phải là Mr. Apple mà sẽ là gì nhỉ? Là ông mới là ông thần á. Thực ra người ta coi trong trong cái sự tích của Việt Nam mình về ông công ông táo, về táo quân ấy, thì là gồm có ba ba thần, là hai nam và một nữ. Thì người ta sẽ để số nhiều ở đây. Và cái này là kitchen, kitchen, kitchen gods. Đúng, âm z ở đây, kitchen gods. Kitchen gods. Hoặc là có một cái từ khác thay với từ kitchen, người ta có thể dùng từ stove, cả cái bếp lò. Stove gods. Stove gods. Nhớ là làm âm cuối cho rõ ràng nhé. Ví dụ stove là âm st o -m. Stove và gods. Nhưng mà âm a gods. Ok? Stove gods hay là kitchen gods. Rồi, thì hy vọng là sau video này mọi người đã nắm được rõ về ông công ông táo. Và nếu có điều kiện thì các bạn hãy về quê nhắm lò như Moon nhá. Cảm ơn mọi người theo dõi video này. Chúc mọi người một năm mới vui.